Thưa quý vị, Bộ Công Thương cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên toàn quốc nhằm phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho xuất khẩu, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Cụ thể, chợ đầu mối và chợ hạng 1 sẽ được đầu tư xây dựng ở những nơi có nhu cầu cần thiết và đáp ứng tiêu chí quy hoạch, từng bước phát triển chợ đầu mối phù hợp với chu trình vận động lưu thông hàng hóa. Nội dung quy hoạch cũng tập trung phát triển mạng lưới chợ đầu mối, tiêu thụ phần lớn hàng hóa nông sản do nông dân sản xuất, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa nông sản cho mạng lưới bán lẻ trên địa bàn. Mạng lưới chợ hạng 1 cơ bản sẽ phải đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân, đồng thời thực hiện vai trò chi phối đối với các chợ hạng 2 và hạng 3, bình ổn thị trường bán lẻ trên địa bàn. Mục tiêu của quy hoạch nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Theo đó, đến năm 2025, nước ta sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng các chợ đầu mối và chợ hạng 1 hiện có đang hoạt động hiệu quả theo đúng các tiêu chí, bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của chợ.